Thưa quý vị, lãnh đạo bến xe miền Đông cho biết thành phố Hồ Chí Minh dự báo hành khách sẽ giảm so với năm ngoái, nhưng giá vé xe Tết Nguyên đán năm 2021 dự kiến sẽ tăng từ 40 đến 60% để bù chiều ô tô chạy rỗng về bến đón khách. Theo đại diện bến xe miền Đông, lượng khách đi xe Tết năm nay giảm từ 5 đến 10% so với cùng kỳ năm trước. Những ngày cao điểm từ 24 đến 29 tháng 12 âm lịch tức là ngày 5 đến ngày 10 tháng 2 năm 2021 dương lịch. Khách qua bến đạt từ 45.000 đến 49.000 khách, thấp hơn từ 2 đến 3.000 mỗi ngày so với Tết năm ngoái. Tuy nhiên, giá vé dự kiến dịp Tết tăng từ 40 đến 60% so với ngày thường tùy trạng và vào thời điểm. Khách đi càng cận Tết thì giá vé càng cao. Bến xe Mỹ Đông bán vé cho khách ở bến từ ngày 12 tháng 1 năm 2021. Thời gian bán vé từ 5 giờ đến 19 giờ mỗi ngày. Ngoài ra, vé cũng được bán qua kênh trực tuyến. Bến xe khuyến cáo khách mua vé bên ngoài cần tìm hiểu giá, nhà xe và thông tin chuyến đi. Tương tự Tết năm nay, lượng khách ở bến xe miền Tây dự báo giảm từ 10 đến 15% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giá vé dự kiến tăng tối đa 40% trong 5 ngày cao điểm, từ ngày mùng 8 tháng 2 năm 2021 đến ngày 13 tháng 2 năm 2021, tức 27 tháng 12 đến ngày 2 tháng 1 âm lịch. Vé được bán trước Tết khoảng nửa tháng tại các quầy vé trong bến và các kênh thông qua tổng đài, website của các hãng xe. Hiện hai bến xe đã lên phương án điều động ô tô từ trạng ít khách qua trạng nhiều khách và xe buýt để phục vụ khách. Ngoài ra lộ trình thay thế ùn tắc cũng được thông báo cho các đơn vị vận tải. Về phía thành phố và các tỉnh thành sẽ phối hợp giải quyết để nhằm tránh kẹt xe trên hành trình người dân về quê nghỉ Tết. Nhà xe và khách được yêu cầu đảm bảo các quy định phòng chống dịch COVID-19.